Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo cũng lại là một sự thất bại của Đảng Dân Chủ nói chung và cô bé gái bán ba Cotet nói riêng. Trong suốt 2 tuần qua, quý vị thấy rằng anh chàng Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ ở Thượng viện nghênh ngang, vênh váo vì chính sách gọi là Green New Deal, là cái chính sách mà phát triển kỹ nghệ xanh, tức là kỹ nghệ sạch, không dùng đến dầu hỏa, dầu lửa, của cái cô bé bán ba Cotet. Cô ta chủ trương nước Mỹ này bỏ hết tàu bay, bỏ hết tàu bò, bỏ hết xe hơi, bỏ hết kỹ nghệ về điện tử, bỏ hết vấn đề sản xuất và không còn dùng vấn đề dính dáng đến dầu hỏa, mà lại đổi qua kỹ nghệ sạch, tức là kỹ nghệ về gió, kỹ nghệ về ánh nắng mặt trời. Thì công nhận những cái đó là sạch sẽ. Và cô ta ra lệnh rằng là nếu như cái chính sách này của cô ta được thành công, mà Dân Chủ đang ủng hộ, của một cái xã hội chủ nghĩa, thì phải 10 năm nước Mỹ sẽ chìm trong bóng tối. Quý vị tưởng tượng bây giờ chúng ta đang ngồi dùng như thế này, và bây giờ tắt hết điện là vì phải chờ thời gian thay đổi sang ánh nắng mặt trời, rồi lại phải chờ xong đổi sang cái vấn đề kỹ nghệ về gió. Thì tôi hỏi quý vị, nước Mỹ còn là cái gì? Thế nhưng mà cô bé là nghênh ngang và nhông nháo. Người Đảng Dân Chủ nó có một cái tính gọi là giống như mấy cái xã hội chủ nghĩa, rất là nhông nháo, coi trời bằng vung. Chúng nó nghĩ rằng là cái xã hội chủ nghĩa của chúng nó sẽ làm áp đảo mọi việc. Chúng nó không biết rằng cái xã hội chủ nghĩa đã đưa nhân loại xuống hố. Bằng chứng là Liên Xô, 70 năm, xã hội chủ nghĩa, có cả tàu bay, có cả tiềm thủy lĩnh, có cả hỏa tiễn, nhưng cuối cùng dân đói, sập. 15 quốc gia Đông Âu theo xã hội chủ nghĩa, sập. Thế thì còn vài sót lại vài cái anh dốt. Thì quý vị biết rằng là con cóc nó ngồi trên đấy giếng, nó nhìn bầu trời chỉ có bằng cái lia. Thì nó khi nó được những cái người bà con nước ngoại quốc gửi tiền về nuôi thì nó tưởng nó là thành công. Thế thì cái mấy Đảng Dân Chủ bây giờ nó cũng thế. Cho nên quý vị thấy một đề xa đi lề một tí, tại sao họ các quốc gia cộng sản mình nó dùng tàu cộng thôi, rất thành công, nhờ Mỹ có hàng ngàn tỷ đô la cho Mỹ vay, nhưng mà dân chúng vẫn xuống hố, là vì cái văn hóa cộng sản không chấp nhận được trong cái đời sống bình thường của con người. Cho nên mình nói sơ về vấn đề ăn chơi thôi. Âm nhạc của tàu cộng không có một bản nhạc nào trên thế giới nghe lọt. Bây giờ mặc dù tàu cộng bỏ ra hàng triệu bạc đô la, chục triệu để quảng cáo những cái vụ múa may của cộng sản, vẫn thất bại. Nguyên nhân dễ hiểu là vì cái văn hóa cộng sản là cái văn hóa nhân nháo. Quý vị cứ coi những cái bộ phim dịch của mấy cái tên cộng sản, nó dịch tiếng Việt, nghe một chọc mình thấy nó mất dạy. Và tuổi trẻ tại sao bảo chúng nó bây giờ chúng nó không có giáo dục? Vì nó coi những cái phim trường và nói theo kiểu hỗn láo đó. Cũng như tôi thấy có một cái đài trên YouTube, có một cái đài cộng sản của Liên Khu 5, trong đó có một tên lính cái, người ta gọi là lính gái. Nó nói rằng là sau vài ngày nghỉ cuối tuần nhẹ nhàng và thư giãn. Nghĩa là sao? Nhẹ nhàng là cái gì mà thư giãn là cái gì? Thế mà con bé lính gái này nó nói tỉnh bơ, bởi vì nó là thuộc về đài truyền hình của Liên Khu 5. Nó không thể nào thay đổi được cái văn hóa cộng sản. Bây giờ quý vị tưởng tượng Dương Đài, kính chào quý vị khán thính giả, Dương Đài nhẹ nhàng và thư giãn. Quý vị thấy Dương Đài nói nghe có được không? Thế mà con tên lính gái kia nó nói hoài, nó đi nói lại. Thế thì làm gì? Nó tưởng rằng nói như thế là hay. Rồi những cái đài VOA, rồi những cái đài BBC chết, không có người nghe là vì dùng cái văn hóa của Liên Khu 5. Nam Ngãi Bình Phú, Hồ Chí Minh đã từng bảo rằng đi đầu diệt Mỹ. Đi đầu diệt Mỹ thì thành công, nhưng mà bây giờ nói đến cái chuyện này mà đưa cái văn hóa nó ra thì ai mà chịu nổi. Thế thì trở lại vấn đề cái con bé bắn ba của
Đảng Dân Chủ, tên là Co Tẹt này, nó đưa ra cái chính sách Green New Deal. Và các ông Cộng Hòa, nhất là các ông già, anh chàng McConnell, chủ tịch cái lãnh đạo khối đa số của Thượng Viện, Thượng Viện là Cộng Hòa, ngứa mắt. Các thượng nghị sĩ nói rằng phải kiếm cách chặn cái con bé này đi để cho cái Đảng Dân Chủ nó bớt nhố nhăng đi. Thiếu văn hóa. Ông bảo dễ thôi, đem ra bỏ phiếu. Đảng Dân Chủ phản đối. Anh Chuck Schumer đau khổ. Bảo không, cái này chưa cần phải phản đối, chưa cần bỏ phiếu. Chúng ta cần phải tranh luận với nhau đã. Đó, tức là quý vị biết là cái chủ trương của Cộng sản, khi mà nó thất bại là nó câu giờ. Thế bây giờ bảo đưa ra tranh luận. Tôi hỏi quý vị, tranh luận với cái loại rẻ rách đó thì bao giờ nó mới hết? Kissinger ngồi tranh luận với chúng nó, cuối cùng Kissinger chỉ bám miền Nam thôi. Quý vị thấy không? McConnell là một con người quốc gia chân chính. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa nói một câu rằng là không cần phải tranh luận vì nó rõ ràng quá. Cái chính sách này cố đưa ra nước Mỹ trong 10 năm không được dùng về dầu hỏa. Tất cả những vật liên quan đến dầu hỏa bỏ hết thì nước Mỹ này sẽ bankruptcy, sẽ phá sản vì kinh tế chết. Đây là một đường lối giết nền kinh tế của Hoa Kỳ, của Cộng sản. Cho nên chúng tôi không cần phải tranh luận, bỏ phiếu. Tôi nhân danh chủ tịch khối đa số của Thượng viện đưa lên cho đồng viện bỏ phiếu. Đó là cái luật và đó là cái quyền của một ông chủ tịch Thượng viện về khối đa số. Chứ thật ra chủ tịch chính là ông phó tổng thống. Cuối cùng thì ngày hôm qua đã bỏ phiếu, đau khổ cho dân Dân Chủ. Là vì cái bỏ phiếu này nó có hai cái lợi. Thứ nhất để phân thắng bại. Nếu mà dân Mỹ thích cái phe Cộng sản thì Green New Deal sẽ thắng. Mà nếu dân Mỹ nó ghét Cộng sản, giống như Tổng thống Donald Trump nói rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia Cộng sản. USA will never be a socialist nation. Thì kết quả bỏ phiếu thê thảm cho Dân Chủ. Trên Thượng viện có 100 thượng nghị sĩ, cả nam lẫn nữ. Bỏ phiếu kết quả 57 người chống, còn ủng hộ không có người nào cả. Thêm 43 người bỏ phiếu trắng. Theo họ mới phân ra 57 người mà chống thì dĩ nhiên là có 54 người đảng viên của Cộng Hòa, thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, vì đa số của Thượng viện là Cộng Hòa. Thế thì quý vị bảo tại sao lại thành ra 57? Dạ vâng, có 3 thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ họ cũng thù ghét cái này, vì họ là da trắng. Họ bảo cho ba con bé này vào nó làm loạn, đuổi nó về bán ba thì được, nó là gái bán ba mà. Ngựa quen đường cũ, có bao giờ mà nó bỏ cái tính nết ngựa của nó đâu. 57 người chống, không có một người nào ủng hộ, zero. Còn 43 người bỏ phiếu trắng. Như tôi đã thưa với quý vị ngày hôm qua, khi quý vị muốn phản đối một cách tiêu cực, cái đó gọi là phản đối một cách tiêu cực, không muốn mất lòng cái phe để mình chống, thì bỏ phiếu trắng. Mà Thượng viện muốn bỏ phiếu trắng là bỏ phiếu present, là cái có mặt. Tôi có mặt đây nhưng mà tôi không bỏ phiếu. Tôi không thuận mà cũng chả chống, cho nên không ai ghét tôi được. Mà tất cả 43 người bỏ phiếu chống đó đều là Dân Chủ. Có 3 người theo Đảng Cộng Hòa chống cái luật Green New Deal này. Và sau đó thì cô bé bắn ba có thể khóc quá trời. Nói chuyện ở trên Hạ viện mà cô ta chảy nước mắt, làm cho Đảng Dân Chủ đau khổ cho cá nhân của cô ta, và cũng đau khổ cho năm 2020 sắp đến, để cho thấy rằng dân chúng Mỹ người ta chán nản với Đảng Dân Chủ, không có một cái bút nào tả cho xiết. Chưa có một cái luật nào trong lịch sử của Quốc hội Mỹ mà lại không có một người nào theo, chống cả Thượng viện Hoa Kỳ, Cộng Hòa chống,
dân chủ chống. Thì quý vị tưởng tượng đây là cái luật gì? Đây là cái luật rừng đưa ra cái áp dụng ở bên Tàu hay hơn, bên Tàu Cộng, chứ còn Tàu ở Đài Loan nó không làm. Thì đấy là một câu chuyện rất tuyệt vời, tạo thêm một thành công cho Tổng thống Donald Trump. Bởi vì chính con bé bán ba này nó cũng giống đi theo Pelosi, với lại hai con bé người Ả Rập là con Tilaib với lại con Omar, chủ trương impeachment, truất phế Tổng thống Donald Trump. Ngay từ hồi chúng nó mới bước vào Hạ viện vào ngày mùng 3 tháng Giêng. Thế thì những cái tay gạo cội như là Nancy Pelosi tưởng những con bé này nó sẽ làm nên sự nghiệp cho Đảng Dân Chủ. Nhưng cuối cùng nó đã bị thất bại, ê trẻ. Đó là một cái điều mà không ai ngờ. Và đến giờ này họ càng thấy Donald Trump là một con người sáng ngời, chính nghĩa. Tất cả những việc của Donald Trump làm đều là phục vụ cho Tổ quốc Hiệp Trung Quốc Mỹ. Và ông nói một câu hay lắm. Cái Đảng Dân Chủ này khi mà họ chống ông về vấn đề bức tường biên giới, nếu như chúng nó là những người, tôi phải gọi là chúng nó, là vì chúng nó là không phải là con người bình thường. Nếu chúng là con người bình thường, nó phải biết là có cái giới hạn của Quốc hội. Vì chúng nó thuộc cái loại súc sanh, cho nên nó không biết được cái giới hạn của hành pháp, giới hạn của luật pháp. Chúng nó là cha là mẹ, thiên hạ phải nghe, sai. Hành pháp vẫn có cái quyền của hành pháp, gọi là founding father, là các vị quốc phụ. Vào năm 1778 khi mà thảo ra cái bản hiến pháp Mỹ, các ngài đã nghĩ đến những cái tình trạng đảng dân chủ nhố nhăng hay là đảng cộng hòa cà chớn. Cho nên các cụ đã lập ra một cái để ngăn hạn, nó gọi là checking the power, để kiểm soát quyền lực lẫn nhau. Các ngài đã nghĩ ra cách là đảng đối lập của Quốc hội bắt nạt anh hành pháp. Vì thế mà đã phải nghĩ đến cách là chúng ta phải đưa ra những cái luật dự trù bó tay Quốc hội để cho hành pháp làm việc. Thế thì Đảng Dân Chủ họ đã bị sai lầm. Họ cố ý áp đảo Tổng thống Donald Trump và không cho ông làm việc, để rồi ông phải bất lực, rồi sẽ impeach và ông sẽ ra khỏi tòa Bạch Cung. Nhưng mà hiến pháp còn đó. Tổng thống Donald Trump nói rằng là các ông không cho tiền thì tôi sẽ đi vòng quanh bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn trương. Rồi sau đó các ông lại còn đòi override, bỏ cái lệnh phủ quyết của tôi. Chứng tỏ rằng Tổng thống nói một câu rất hay: The Democrat Party is for open border. Đảng Dân Chủ chủ trương mở cửa biên giới, bỏ ngỏ biên giới, giống như Tổng thống Thiệu ra lệnh bỏ ngỏ cao nguyên. Cho nên ông Tổng thống Thiệu cũng là một con người của Đảng Dân Chủ, đúng đấy. Và khi đã bỏ ngỏ cao nguyên thì cha con chúng cối B-40, B-41, mũ cối tai bèo phải đi từ bên đường mòn Hồ Chí Minh bên Lèo vào Việt Nam, vì không ai giữ ngõ, không ai có thể biên giới đóng cửa. Tổng thống Dân Chủ Nguyễn Văn Thiệu đã bỏ ngỏ biên giới thì chúng vào nhà. Đương nhiên vợ con thì chúng hiếp, nhà thì chúng chiếm, bởi chúng nó là cái bọn gọi là bọn giặc đói mà. Thế thì trở lại cái vấn đề, ông Donald Trump tuyên bố Đảng Dân Chủ chủ trương bỏ ngỏ biên giới, for open border. Đảng Dân Chủ là chủ trương drug, tức là để cho cái bọn buôn thuốc phiện lậu nó vào, nó tàn phá xã hội Hoa Kỳ. Và crimes, Đảng Dân Chủ là chủ trương tội phạm, vì tất cả những tội phạm của Mỹ Đảng Dân Chủ bắt xong rồi thả. Câu đó rất là thấm thía. Và kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi lại xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.